Mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quay cái clip này để mình nói về cái phần mà chế xe ba bánh mà chạy bằng xích các bạn. Đó, mình nói sơ sơ về hổm là mình đã nói sơ sơ về cái vấn đề này rồi. Nhưng mà nay mình nói kỹ tại có một số bạn cứ thắc mắc thì mình không có cách nào mình giải thích được tại mình không có thời gian lên mạng nhiều á, không có online nhiều. Nên là thôi mình quay cái clip mình nói luôn cho các bạn mà chưa rõ thì mình muốn chế á thì mình coi clip này mình tham khảo nha anh em. Đó. Này mình mới nơi hỏng giò cái nó lên nè, mình nghiêng lên dễ coi các bạn đó. Thì cái này mình nói với các bạn là một sợi rưỡi dây sơn nha các bạn đó, một sợi rưỡi dây sơn đi 13-39 hay là 13-41 thì cũng được. Hiện tại là mình đi 13-41 qua đây 13 răng. Trời này gãy rồi bạn ơi, gãy hết răng rồi, chắc cũng tới rồi đó. Đó 13-41 đó thì có thêm một cái tăng sơn nữa. Nói cái tổng quan trước đi, nó có một cái tăng sơn tự động luôn, kéo lò xo lên à. Đó thì ở sau là 41 rồi. Giờ mình nói tới vấn đề chính nè. Đó có một bạn comment hỏi mình á là làm cách nào để canh cho cái dĩa này nó đều. Đó khi mà mình quay cái cốt cái dĩa này nó đều, cách mà mình canh bằng thủ công thôi chứ mình không nói gì tới tiện nha. Thì đây đầu tiên á là mình kiếm một cái mặt bích tròn như vậy, nó to hơn bốn cái lỗ bắt cái đĩa thắng vô, ở cái nhông cái dĩa vô đó. Thì mình khoan bốn cái lỗ mình bắt sẵn vô đây hết và khoét cái lỗ giữa luôn, rồi mình trọc vô trong cái cây cốt này ha bạn. Rồi bắt đầu làm sao cho cái canh đều tâm mà nó quay đều vòng luôn, mình không đánh qua đánh lại, mình không có bị dung, nó không bị lệch tâm. Thì đây mình kiếm một cái cọng kẽm hay gì đó mình cột chặt vô trong cái sườn xe mình nè, hai bên là mình có ổ sẵn rồi nha bạn. Nói chung là bắt lồng cái này vô chưa hàn, lồng cái này vô chưa hàn thì cái cốt này nó được chịu bởi cái ổ bên đó với cái ổ bên này. Đây giờ ổ bên này nó có hai ổ sẵn rồi, bây giờ vấn đề là canh tâm để hàn. Đây thì mình lấy một cọng kẽm mình cột chết vô sườn, chìa cái đầu cọng kẽm ra ngay đây, rồi mới bắt đầu mình xoay. Mình bon một mối ngay đây, mình bon một mối vô miếng sắt này nè, rồi mình xoay xoay sao cho cái khoảng cách từ cái mỏ của cái răng nè tới cái mũi của cái cây mà mình chỉ đây nè, cái cây mà mình cột vô mình chỉ ở đây nè, nó có một cái khoảng cách bằng nhau hết, tất cả các răng đều cách cái cây này bằng một khoảng như nhau hết. Nó bắt đầu mình hàn chết lại. Còn nếu mà mình chưa có đều thì mình cứ độ khoảng nó lệch khoảng chừng mấy ly á, mà qua bên này thì mình dời về bên kia mấy ly. Nó lúc mình khoét lỗ này khoét hơi rộng xíu nó chịu khó hồi hàn đắp lại nó thì nó sẽ đều và chạy nó không bị trật dây sơn. Tương tự mình cũng canh cái chiều mà này luôn các bạn, thôi nó chạy nó cứ ẩn vậy không là không được. Nó thì cái này mình canh hoàn toàn thủ công, không có ra tiệm tiện canh được. Cái này tiệm tiện canh thì mình khoan lỗ, nói chung là người ta canh được cho mình nhưng mà đều tốn rất là nhiều tiền. Trong khi đó là cái này mình có thể tự ở nhà mình mày mò mình làm được, nó rất là đơn giản, không có gì đâu mà các bạn phải ra tiệm tiện cho tốn tiền ha. Rồi vấn đề thứ hai là các bạn hỏi mình là cái này hàn chết luôn không? Không hàn chết nha bạn. Mình làm cái mặt bích này chủ yếu là khi nào cái này mòn, mở bốn con ốc này ra thay cái này mới, nó thay trong sinh dĩa mới. Chứ giờ mình hàn chết vô trong đây tới chừng nào mình muốn thay cái này mới mình mắc xả ra hả? Xả ra rất là cực. Thì nếu mà thay mới thì làm sao các bạn? Nó thay mới đây. Đây. Đây có một cái ổ cao tốc nè, các bạn mở ổ cao tốc ra. Chờ tí bạn. Nó mở ổ cao tốc ra, mở bánh ra thì rút toàn bộ ra, nó rút cái ổ cao tốc ra, rút bánh ra rồi rút ổ cao tốc ra rồi rút cái dĩa này ra. Nó thay là thay như vậy. Làm mình phải chừa tới đường mình thay nha bạn. Còn sợi dây sơn thì mình gỡ cái khóa rồi mình tăng đưa cho nó vừa, nó là được. Đó rồi cái phần thứ ba là tăng sơn tự động đây. Đó tăng sơn tự động nè bạn, hồi nữa mình còn nói về phần lùi của nó nữa. Nó tăng sơn tự động thì tăng sơn tự động rất là dễ. Mình lấy cái cùi nhông vậy nè, ở đây có một cái ổ mặt đạn ở đây, cùi nhông này mình hàn chết vô một con ốc đó, ốc 12 hay 14 gì đó. Rồi mình xỏ xiên qua mặt đạn, nói chung là vừa lòng trong mặt đạn là xỏ xiên qua hàng bo mấy này lại thôi. Đó ở đây làm cái khớp ngay đây thì bắt con ốc nữa, dặn hai ốc lóc kê cho nó cứng, còn phần này lúc lắc là được đó. Nói chung là căng lò xo cho nó thiệt cứng lên đó. Dây sơn mình là cực kỳ cứng luôn, cứng ngắc luôn á. Đó
Rồi thứ ba là số lùi. Tại vì biết sao mà mình không làm lựa số lùi không bạn? Tại vì cái này mình làm cho nhà mình. Mình mua được một chiếc xe 78 cũ đó. Thì mình về mình tháo máy móc ra chiếc xe con 1 triệu à. Mình làm thêm cái sườn này 2 triệu nữa là 3 triệu à. Mình làm cho nhà mình. Mình càng tiết kiệm càng tốt. Nếu mà các bạn muốn số lùi á, các bạn phải mua đây một cái hộp số lùi. Nó số lùi của xe vô lâm á, xe lôi mình á. Đó, bộ số lùi đây chạy bằng láp. Ở tới đây bạn phải mua cầu. Đó. Còn nếu mà dây sơn như thế này á, khi mà bạn lùi sao bạn lùi. Đó. Thí dụ ở đây bạn ve được đi mà ngay chỗ này cái mắc cái tăng sơn này rồi, không lẽ kéo cái này thẳng lại thì cái kia trùng lại đâu có được. Nói chung là làm cái bằng xích này là không bao giờ chế số lùi được nha bạn. Đó, chế số lùi rất là cực, rất là tốn kém chứ không phải là không được. Mình xin lỗi, không phải là không được mà điều tốn kém gì lắm. Mình làm kinh tế trong nhà mình thì làm cho nhà dùng thì càng rẻ càng tốt. Đó, này mình tận dụng đồ phế thải, đồ mua giá rẻ không à. Nhưng mà chạy rất hiệu quả, chạy 2 năm nay rồi. Mình kéo cỏ, hàng ngày mình kéo cỏ từ trên rẫy mình về cho con bò nó ăn. Kéo rất là nhiều, một xe này lận, một xe cỏ lận. Nhà mình nuôi 4-5 con bò lận. Đó, nên là kéo rất nhiều, mình xài 2 năm nay rồi. Cảm thấy rất là ok. Nó không có cần thiết phải số lùi đâu. Chịu khó là khi nào mà nó cần lùi thì mình nhảy xuống mình đẩy nó lùi lại thôi bạn ơi. Chứ không có chế số lùi được. Đó, chế số lùi là mình phải mua cầu, mình phải mua bộ số lùi thế này. Mình cũng đang nghiên cứu về vấn đề đó, nếu mà thành công thì mình sẽ quay lên cho bạn coi, còn thất bại thôi mình giấu luôn. Đó. Rồi, khi mà cái này tăng quá nhiều rồi, nó quá dùng rồi làm sao bạn? Đó. Mình có khách chờ mình xíu. Tiếu các bạn ơi, hồi nãy mình mắc khách nha bạn. Tại vì mình đây mình buôn bán với lại mình hàng đồ á nên là mắc khách. Thì giờ mình tiếp nè. Đó. Ở đây bạn, ở đây mình còn một cái tăng sơn nữa nè bạn. Khi mà sơn ở kia nó quá dùng rồi, cái tăng đưa nó gịch lên hết cỡ rồi làm sao. Nó ở đây thì mình có bộ tăng sơn nữa nè. Tăng này mà hiếm khi sử dụng lắm, mình từ hồi làm tới giờ mình tăng mới có 2 lần thôi. Đó. Thì ở đây khi mà mình muốn tăng thì mình mở cái ổ cao tốc này ra, mở cái ốc này ra, mở cái ốc bên kia ra. Mở hai con ốc trên này ra. Đây. Nè, mở ốc này nó hơi mờ các bạn thông cảm nha, tại vì quay nó chói nắng, nó chá nắng luôn, mình không phải là thợ quay phim chuyên nghiệp nên nó hơi dở. Đó. Thì mở con ốc này ra. Thì mình siết cái này vô. Đây, quay đây cho dễ thấy nè. Đây mình siết vô nó lôi cái ổ cao tốc về bên này. Đó, ở đây thì mình rọc cái khe dài dài. Đây mình quay không thấy rồi. Khe đó. Không thấy rồi. Đó. Thì cái này cũng giống y như xe Honda thôi chứ không gì khác bạn. Đó, có cái bộ tăng tự động này thì nó khác thôi à. Nó thêm bộ này luôn. Mình thấy xe máy các bạn cũng có gắn bộ này nữa. Mình thấy thì gì nó chế ra cái vụ này thì anh em mua về xài cũng nhiều lắm. Rồi, mình kết thúc video tại đây nha. Anh em nào có thắc mắc thì cứ vô phần nhận xét. Nói mình tiếng, mình quay cái khác cho anh em xem. Mình chia sẻ là chia sẻ hết mình luôn. Chia sẻ sao mà anh em muốn làm thì làm được, chứ không có giấu gì hết. Muốn quay chỗ nào thì mình rảnh mình quay cho. Tại vì công việc mình cũng lu bu lắm. Mình rảnh khi nào là anh em thắc mắc chỗ nào mình quay chỗ đó à. Rồi, cảm ơn anh em đã xem nha. Anh em nhớ like cái ủng hộ mình làm video nha.